nhân dân cha và con và thanh thần amen tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh gioan khi ấy chúa giêsu nói với các môn đệ khi đấng bầu chữa đến đấng thầy sẽ sai đến với các con từ nơi cha ngài là thần khí sự thật bởi cha mà ra ngài là ngài sẽ làm chứng về thầy và các con cũng làm chứng vì các con đã ở với thầy từ ban đầu thầy còn nhiều điều phải nói với các con nhưng bây giờ các con không thể chịu đựng nổi khi thần chân lý đến ngài sẽ dẫn đưa các con đến tất cả sự thật vì ngài không tự mình mà nói nhưng ngài nghe sao thì sẽ nói như vậy và ngài sẽ loan báo cho các con những điều sẽ đến ngài sẽ tôn vinh thầy vì Ngài sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan báo cho các con. Mọi sự cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Ngài sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan báo cho các con. Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ! Cùng với toàn thể giáo hội, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần đã làm thay đổi con người các ông. Chúa Thánh Thần giúp các tông đồ hiểu thấu những giáo huấn và các phép lạ của Đức Giêsu đã làm. Từ việc hiểu thấu những giáo huấn và các phép lạ của Chúa Giêsu đã làm, các tông đồ được biến đổi trở thành những con người mới, những con người của tin mừng. Bài đọc một chiếc sách công vụ tông đồ kể lại bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người hết thảy mọi người đều được tràn đầy chúa thánh thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo thánh thần ban cho họ nói đây là một đặc sủng về ngôn ngữ chúa thánh thần tác động trực tiếp trên các tông đồ để các ông nói được các ngôn ngữ bởi vì chính các thính giả hôm đó làm chứng rằng họ hiểu những gì các tông đồ nói. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụ những kỳ công của Chúa. Các tông đồ có thể làm được điều đó là do bởi ân ban của Chúa Thánh Thần. Chính Đức Giêsu đã nói, Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần chân lý đến người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Đức Giêsu còn cho biết thêm rằng, Chúa Thánh Thần mà cha sẽ sai đến nhân danh Thầy sẽ dạy cho các tông đồ mọi sự và sẽ nhắc nhớ cho các ông mọi điều Thầy đã nói với các ông. Vì thế, khi đón nhận Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã can đảm thực hành những gì mà Chúa Giêsu đã trao phó. Chính Chúa Thánh Thần đã tác động để biến đổi các tông đồ từ một tình trạng nhút nhát sợ hãi trở nên can đảm và công khai làm chứng cho Chúa Giêsu trước mặt đám đông. Từ tình trạng kém hiểu biết lời Chúa trở nên khôn ngoan, hiểu rõ mọi điều Chúa đã truyền dạy trước đó từ tình trạng buồn chán thất vọng và muốn thoái lui trở nên nhiệt thành yêu mến chúa tràn đầy niềm vui và hy vọng nhờ thánh thần mà các tông đồ đã đón nhận nhiều tín hữu bày tỏ lòng sám hối và xin chịu phép rửa gia nhập hội thánh cũng nhờ ơn thánh thần mà cộng đoàn tín hữu đầu tiên ở jerusalem sẽ luôn luôn sống hiệp nhất với nhau siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng Nhờ sự hiệp thông này mà số người xin gia nhập hội thánh ngày càng gia tăng. Với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta đã kết thúc 50 ngày mùa phục sinh. Từ giây phút này trở đi, chúng ta sẽ làm chứng về đời sống mà Chúa Thánh Thần mang lại cho giáo hội. Nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần là nhận lãnh sứ mạng hành động, như Chúa Cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em. Nhận lãnh Chúa Thánh Thần là được sai đi Ra đi không phải là lang Ra đi lang thang Không có mục đích Nhưng là đi đến những địa chỉ Mà Thánh Thần muốn gửi chúng ta đến Những địa chỉ Thánh Thần muốn chúng ta đến Đó là loan báo tin mừng Cho kẻ nghèo hèn Công bố cho kẻ bị giam cầm Biết họ được tha Cho người tù biết họ được sáng mắt Trả lại tự do cho người bị áp bức Công bố một năm hồng ân Của Thiên Chúa kính thưa cộng đoàn, ngày xưa, chúa thánh thần của đấng phục sinh đã đến ngày mở ra cho các môn đệ một chân trời mới của cuộc sống mới. Các môn đệ đã mạnh dạn đi vào thế giới, mang tin vui đến cho mọi người. Dù hoàn cảnh có thuận buồm xuôi gió hay gặp những trắc trở gian nan, các ngài vẫn thi hành sứ vụ cách chọn hảo. Ngày nay, các kỳ tô hữu cũng lấy nhận thánh thần để có thể đi ra khỏi cánh cửa khép kín vì sợ hãi mà mở rộng cõi lòng đón nhận và đến với thai nhân với vòng tay nối kết mang niềm vui ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta hãy nhìn vào Đức Thánh Cha Gian Paolo II, người là tấm gương sáng về sự ra đi loan báo tin mừng. Cuộc đời của Ngài là một cuộc ra đi không biết mệt mỏi. Dù tuổi cao sức yếu nhưng ngài vẫn lên đường đi đến với mọi dân tộc, mọi đất nước. Ngài đã thực hiện rất nhiều những chuyến công du hơn 129 quốc gia. Ngài tiếp xúc với tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, chính kiến, màu da, chủng tộc, ngôn ngữ. Ngài đi đến với cả những kẻ chống đối, bất hòa và thù nghịch với ngài để chuẩn bị đón mừng năm thánh ngài đã làm một cái cử chỉ ngoạn mục chưa từng có trong lịch sử của giáo hội đó là ngài công khai nhìn nhận những lỗi lầm của giáo hội để xin mọi người tha thứ đây quả là một hoạt động của chúa thánh thần để thanh tẩy giáo hội đức thánh cha đã được ơn chúa thánh thần nên đã ra đi làm hòa với mọi người Chính cử chỉ khiêm nhường ấy đã giúp đổi mới giáo hội, đem đến cho giáo hội một khuôn mặt mới trẻ trung hơn, một sức sống mới dồi dào hơn, một phong cách hiện diện mới dễ thương, dễ mến hơn. Anh chị em thân mến, hãy biết ra đi, không chỉ đi để hành hương viếng nhà thờ, để lãnh ơn toàn xá, nhưng còn là ra đi đến với những người nhỏ, bé nhỏ, nghèo hèn, những người bị bỏ rơi, những người kém may mắn ở đời, những người ta không ưa thích, những người chống đối ta, cả những người làm hại ta. Nhất là hãy gieo rác sự tha thứ, tha thứ cho anh em, để anh em cũng tha thứ cho ta, để chúng ta xứng đáng trở thành con Thiên Chúa. Vì thế hơn bao giờ hết, các kỳ tô hữu cần ý thức vai trò quan trọng, thiết yếu của Chúa Thánh Thần vì Ngài chính là căn nguyên sự sống và hoạt động của giáo hội. Không có Thánh Thần thì cũng chẳng có điều chi thành tựu. Ngài đến để thông ban sự sống, để thánh hóa, để canh tân, để khai mở một cộng đoàn gia đình nhân loại mới trong Đức Kitô. Ngài là đứng bảo trợ, Ngài là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha. Ngài sẽ dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn. Ngài đến để soi sáng cho mọi người biết điều hay lẽ phải, thúc giục người tội lỗi trở về nẻo chính đường ngay, hướng dẫn và đổi mới tâm tư chúng ta nên người thánh thiện, biến đổi thế giới nên công bình, bác ái. Chúa Thánh Thần muốn đổi mới giáo hội, nhưng việc đổi mới phải bắt đầu từ mỗi tâm hồn chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ canh tân toàn bộ mặt thế giới nhưng việc canh tân phải khởi đi từ mỗi con người chúng ta như chúa cha đã sai thầy thầy cũng sai anh em lệnh truyền đó của chúa giêsu hôm nay cũng được truyền đạt đến các kitô hữu chúng ta để chúng ta lên đường với sức mạnh của chúa thánh thần chúng ta nhiệt tâm làm chứng cho sự thật cho tin mừng cứu độ của thiên chúa trong thời đại hôm nay như các tông đồ năm xưa